Để trả thù, Zeha đã quyết định gia nhập JSS, vì quá đẹp trai, mỗi ngày đến công ty đều thu hút sự chú ý của rất nhiều nữ nhân viên. Tất nhiên cũng có cả những đồng nghiệp nam trước đây đã từng bị anh ta đánh. Nhìn thấy nữ bác sĩ nhiệt tình với Zeha như vậy, huấn luyện xong đứng bên cạnh càng nhìn càng thấy ngứa mắt, nói với anh ta lát nữa đến phòng tập luyện, định dạy dỗ anh ta một trận. Lúc Zeha đến phòng luyện tập huấn luyện xong vừa nhìn thấy anh ta đã rất phấn khích, yêu cầu anh ta đến thị phạm, nhưng Zeha lại làm ông ta mất hết mặt mũi, bất luận ông ta ra chiêu thế nào. Cuối cùng người chịu thiệt vẫn chính là mình, kết cục vô cùng thê thảm. May mà lúc này đội trưởng cho người đến tìm Zeha, huấn luyện viên xong mới có thể kết thúc tiết dạy căng thẳng này. Sau khi đội trưởng sắp xếp nhiệm vụ cho Zeha, nhân viên trước đó đã bị anh ta đánh bại không phục, vì thế định đánh hội đồng anh ta trong phòng tắm. Nhưng Zeha cũng đâu phải dễ bắt nạt. Muốn thắng anh ta không phải cứ nhiều người là được. Kết quả họ lại bị anh ta cho một trận no đòn. Sau khi biết chuyện đội trưởng cũng chỉ biết cười, lại phải sắp xếp cho anh ta một nhiệm vụ riêng, đó là phụ trách giám sát ban đêm ở biệt thự. Hôm đó, phu nhân Choi đến tham gia tang lễ của cô ruột. Trong chùa vệ sĩ rất nhiều, canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, chỉ cho phép họ được mang theo một vệ sĩ vào trong. Việc này khiến Zeha cảm thấy sự việc không đơn giản. Anh ta bỏ một chiếc bút có máy nghe lén vào túi phu nhân, dặn phu nhân nếu tình hình không ổn thì bấm một phát, còn có nguy hiểm thì bấm hai phát, họ sẽ lập tức xông vào. Sau khi phu nhân Choi vào phòng, vệ sĩ đã được lệnh khóa cửa lại. Luật sư thông báo toàn bộ tài sản đã được chuyển vào quỹ mang tên phu nhân. Việc này cũng không quá ngạc nhiên. Lúc này ông thông gia tức giận đuổi luật sư ra ngoài. Phu nhân thấy tình hình không ổn đã bấm bút một phát. Sau đó ông thông gia đề nghị mua lại toàn bộ cổ phần quỹ của phu nhân Choi với giá gấp 3 lần, còn nói với nghị viên Giang sẽ tiếp tục ủng hộ ông ta, một việc có lợi với ông ta như vậy, ông ta tất nhiên sẽ đồng ý. Rất nhanh đối phương đã xoay chuyển cục diện, họ còn nói với phu nhân, bây giờ hội đồng quản trị đang họp để miễn nhiệm cô. Phu nhân đứng dậy không cẩn thận đẩy chiếc bút văng ra ngoài, em trai vô tình bắt được ấn thêm một phát. Việc này làm Zeha ở bên ngoài vô cùng lo lắng, một vệ sĩ khác nói với anh ta không cần lo lắng, có thể là đang bàn chuyện làm ăn không muốn bị người ngoài nghe thấy. Nhưng anh ta cảm thấy với tính cách của phu nhân tuyệt đối sẽ không bán đi xương máu của mình. Sau đó cầm ô đi vào phòng hội nghị, đầu tiên anh ta vào phòng vệ sinh châm lửa rồi đến trước cửa phòng hội nghị. Chỉ trong vài chiêu nhanh gọn đã hạ gục mấy tên canh cửa. Lúc này chuông báo cháy đã vang lên, người trong phòng lập tức chạy ra ngoài, chỉ có phu nhân Choi vẫn ngồi im trên ghế để mặc nước lạnh dội lên người. Người phụ nữ này rốt cuộc đã trải qua những gì? Một người có trong tay mọi thứ nhưng lúc này lại cảm thấy vô cùng bất lực. Cô không dám tưởng tượng nếu không có Zeha kịp thời giải cứu, tiếp theo sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Lúc này dường như trái tim lạnh lùng của cô cũng đã được người đàn ông này truyền thêm hơi ấm. Anh ta giúp cô kiên cường trở lại, hai người từ từ bước ra ngoài. Bên này Anna mặc quần áo vệ sĩ trốn ra ngoài, dựa vào ký ức thời thơ ấu tìm đến ngôi nhà trước đây đã ở cùng mẹ, nhưng ở đây đã không còn ai nữa. Việc mất tích của Anna làm vệ sĩ vô cùng sốt sắng, họ đang nghĩ mọi cách để mau chóng tìm được cô. Cuối cùng đã phát hiện cô đang ngồi lẳng lặng trên ghế ở một công viên, lúc này Zeha xuất hiện trước mặt cô. Còn nói dối đây là kem dâu mà cha cô bảo mua cho cô, Anna bật khóc nói nếu là của cha mua thì cô nhất định phải ăn. Cứ như vậy ăn từng miếng kem một, mặc dù miệng khen ngon, nhưng biểu cảm của Anna khiến người ta không thể hiểu nổi. Không lâu sau, bỗng nhiên cô phát bệnh rơi vào hôn mê, việc này khiến đám vệ sĩ vô cùng lo lắng. Mau chóng tìm ra nguyên nhân, người làm vẫn luôn chăm sóc Anna nói cô ấy bị dị ứng dâu tây nghiêm trọng. Chỉ cần ăn một miếng nhỏ thôi cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này cuối cùng Zeha đã hiểu vì sao lúc Anna biết đó là kem cha bảo mua cho cô, biểu hiện của cô lại như vậy cũng biết mình đã vô tình hại cô. Vội vàng cấp cứu cho cô. Lúc này đội trưởng Zhou chạy đến đang liên hệ với xe cấp cứu, được lệnh không được đưa Anna đến bệnh viện, đã lệnh cho tài xế xông qua rào cản. Đến công viên nhanh nhất đưa cô về tổng bộ JSS. Trên đường Zeha lo lắng lái xe nhanh nhất có thể, cuối cùng đã đến phòng y tế của tổng bộ. Bác sĩ nói nếu muộn thêm chút nữa có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Sau nỗ lực chữa trị của bác sĩ, cuối cùng Anna đã tỉnh lại, lúc này Zeha cũng mới có thể yên tâm. Sau đó anh ta chạy đến phòng đội trưởng chất vấn ông ta tại sao lại không điều xe cấp cứu đến. Đội trưởng giải thích nếu lúc đó đưa Anna đến bệnh viện, không chỉ cô sẽ chết, tất cả những người nhìn thấy cô bao gồm cả vệ sĩ, thậm chí bác sĩ, y tá của bệnh viện đều sẽ chết. Sau khi được đội trưởng nhắc nhở, cuối cùng anh ta đã bình tĩnh lại. Nhưng lúc này vì có người chụp được ảnh của Anna mà họ lại gặp rắc rối lớn. Vì trước đó lúc cô chạy trốn ở nước ngoài đã được một nhà thiết kế nổi tiếng nhìn trúng. Ông ta đã từng đăng tin tìm kiếm cô trên mạng, bây giờ cô lại vô tình bị người khác chụp được ảnh lúc ngồi ở công viên. Việc này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của truyền thông và công chúng. Họ đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Anna. Sau khi biết tin, phu nhân lập tức lệnh cho người chuyển cô đi nơi khác. Nhưng vệ sĩ nói với cô bây giờ đã không kịp nữa. Rất nhiều phóng viên đã tập trung dưới sảnh nhà Anna. Phu nhân lập tức lệnh cho sát thủ đến đó.
Tuyệt đối không thể để Anna nói ra cô là con gái của nghị viên Giang, nhưng cô ta quên là bên cạnh Anna vẫn còn Zeha bảo vệ. Sau khi giải quyết xong lính bắn tỉa bên ngoài, anh ta còn giơ tay ra hiệu an toàn cho cô. Nhưng lúc này đội trưởng đội sát thủ đã xuất hiện. Từ lâu anh ta đã nghe nói Zeha thân thủ phi phàm, rất muốn đọ sức một lần, hôm nay chính là cơ hội. Hai người không nói nhiều, trực tiếp xông đến. Bên này Anna cũng bước ra khỏi nhà, đứng trước rất nhiều phóng viên nói mẹ mình là diễn viên Haerin. Lúc phóng viên đang hỏi cha cô là ai, giám đốc công ty vệ sĩ của phu nhân lệnh cho đàn em bắn, nhưng tay súng bắn tỉa đã sớm bị Zeha đánh gục, không có bất kỳ phản ứng gì. Lúc này phu nhân và Anna nhìn chằm chằm vào nhau, trong lòng phu nhân vô cùng lo lắng. Nếu Anna nói ra mình là con gái riêng của nghị viên Giang thì nỗ lực bao nhiêu năm nay của cô và chồng đều sẽ đổ xuống sông xuống biển, cô ta và công ty sẽ hoàn toàn sụp đổ, con đường chính trị của nghị viên Giang cũng sẽ kết thúc. Cha của tôi là cố đạo diễn Go Jun-woo. Cuối cùng Anna không nói ra thân phận thật sự của mình. Việc này làm phu nhân rất nghi hoặc, không biết Anna đang suy tính việc gì. Bên này, vì nghị viên Giang đề nghị thanh tra điều tra xử lý nghiêm ngặt các vụ án tài chính, đã dẫn đến rất nhiều tập đoàn và công ty gia đình bị ảnh hưởng, bị ép vào đường cùng. Nghị viên Park cũng chỉ có thể đưa ra con át chủ bài. Đại chiến thực sự lúc này mới chính thức bắt đầu. Các bạn hãy đón xem phần tiếp theo nhé.